Và một em máy hút bụi cho nệm, và nệm hoặc là mền này nọ rất là hay. Nó có chiếu tiêu UV, nó có đèn UV ha mấy bác ha. Cộng với lại cái này nó sẽ đập, nó sẽ rung mấy bác ha, nó sẽ rung, nó sẽ đánh bật bụi, nó sẽ đánh bật bụi lên, và cái này nó sẽ hút và nó đồng thời nó chiếu tiêu UV khử khuẩn luôn nha. Đây bụi hút vô thì sẽ nằm ở đây. Để em chúc em mở đây. Dạ đây. Bụi hút vô này nằm sẽ đây. Ha. Nè. Em bật lên cho mấy bác thấy chiếu đèn nha. Mấy bác thấy đèn nè, đèn nằm dưới nè. Và hoạt động tốt nha. Mai em sẽ vệ sinh cái này cho mấy bác. Dạ. Hàng bãi đẹp long lanh. Dây nhợ một nôi. Em thử ra kéo thoải mái. Salon đồ này nọ là ngon luôn nha. Yeah.